bạn đang nghe từ Phonos. Ảo tưởng của sự bất khả chiến bại Sự trôi dậy và sụp đổ của các doanh nghiệp Bài học từ đế chế Inca Tác giả Andres Krabs và Paul Williams Người dịch Phương Thảo Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa và giáo dục Tân Việt thành quả bất ngờ trong chuyến đi tới Peru. Cuốn sách này không viết về đế chế Inca, nhưng nếu không có nền văn minh Inca thì cuốn sách này cũng không thể ra đời. Nội dung của cuốn sách tập trung vào sự phát triển và lụi bại của các tổ chức, cùng những yếu tố then chốt tác động đến sự thành bại đó. Cuốn sách cũng đề cập đến năng lực lãnh đạo hiệu quả, sự tự quản, trung thực và nhạy bén những tầm nhìn chuyên cảm hứng, quy trình tuyển chọn nhân sự chất lượng cao, những giá trị đáng tin cậy, cơ chế quản trị doanh nghiệp được tín nhiệm và trọng tâm trong việc tổ chức để có thể duy trì doanh nghiệp lâu dài. Đặc biệt, cuốn sách còn cố gắng lý giải những sai lầm trong các lĩnh vực kể trên mà nhiều người hay mắc phải. Và chính điều đó đã khiến doanh nghiệp của họ, dù nhỏ hay lớn, bị lung lay và sụp đổ chúng tôi cũng mong muốn thông qua cuốn sách này giúp cho những lãnh đạo tổ chức quản lý bản thân tốt hơn và hiểu rõ hơn về lãnh đạo cấp trên cũng như đồng nghiệp của các bạn. Oh, còn một điểm nữa là cuốn sách này có thể khiến bạn vừa phải suy nghĩ vừa phải bật cười và thậm chí là dùng mình nữa. Nhưng trên tất cả, cuốn sách này giúp bạn không rơi vào cái bẫy ảo tưởng của sự bất khả chiến bại. Mọi thứ bắt đầu như thế nào? Tôi rất ít khi đi công tác ở Peru. Đúng hơn thì mới chỉ tới đó một lần. Nhưng đó lại là chuyến đi đã thắp lên trong tôi ngọn lửa đầy nhiệt huyết thôi thúc tôi viết cuốn sách này. Lần đó, một trong những khách hàng của tôi, một công ty của Thụy Sĩ, bổ nhiệm quản lý mới cho công ty con của họ ở Peru. Phó chủ tịch cấp cao của hoạt động kinh doanh quốc tế đã gọi đến văn phòng của tôi tại Đức và nói: "Paul, anh có thể trở thành cố vấn cho Rosa khi cô ấy lên nắm giữ vị trí mới không? Nếu đồng ý thì anh sẽ trở thành đối tác tham vấn cho cô ấy." Nhưng điều mà tôi bất ngờ nhất trong lời mời này là, bình thường các khóa huấn luyện sẽ được tổ chức ở Zurich hoặc tại văn phòng của tôi ở Cologne Tuy nhiên, vị phó chủ tịch này lại đề nghị tôi đi đến Peru để tổ chức một hội thảo cho Rosa và đội ngũ lãnh đạo mới của cô ấy. Khoảng ba tuần sau đó, vào một buổi tối nọ, tôi và hai người bạn đang sống ở khu vực Mỹ Latin lâu ngày không gặp, đã gặp nhau và cùng đốt lửa trại. Trong buổi gặp đó, tôi đã kể cho họ nghe về cú điện kia, và họ phấn khởi đáp, Peru à? người đầu tiên thốt lên. Đó là một trong những thành phố tớ yêu thích nhất đấy. Tớ rất mê đồ ăn, văn hóa và đặc biệt là con người nơi đó. Họ đều là những người Inca. Khi đến đó, cậu nhất định phải đi khám phá chỗ đó nha. Người thứ hai cũng gieo lên thích thú. Rồi anh tiếp tục. Paul này, cậu tuyệt đối không được ở ly trong khách sạn Lima Hinton ba ngày liền rồi sau đó đi thẳng về nhà đâu đấy. Tôi nói, từ từ đã, Vấn đề là một chữ Tây Ban Nha bẻ đôi tớ còn không biết. Với cả tớ cũng không hào hứng gì với mấy chuyến nghỉ dưỡng thám hiểm. Nếu mà có đi Peru thật thì tớ sẽ không bao giờ đi một mình đâu. Tớ muốn dẫn vợ hoặc mấy cậu bạn tốt, hoặc là chúng tớ sẽ đi cùng cậu." Họ chen ngang. Và thế là ván đã đóng thuyền, 6 tháng sau, vào một buổi chiều chủ nhật tháng 11, chúng tôi đã có mặt tại Lima sau khi hội thảo kết thúc, tôi bước ra khỏi khách sạn nơi tổ chức hội thảo đó. Bên kia đường có sẵn một chiếc xe bus mini đang chờ tôi. Lái xe là một người dân địa phương, đồng thời là hướng dẫn viên của chúng tôi. Ở ghế sau là sáu gương mặt tươi cười thân thuộc. Trong đó có hai người bạn ngồi bên lửa trại với tôi tối nọ. Một trong hai người họ chính là Andres Kraft, Chúng tôi từng nghĩ rằng mình hiểu biết tường tận về nền văn minh Inca phát triển rực rỡ ở thế kỷ 15 và 16. Nhưng chúng tôi đã nhầm to. Giữa khung cảnh choáng ngợp ở độ cao 3.500 mét so với mực nước biển, các hướng dẫn viên ở Peru đã khiến chúng tôi phải suy nghĩ nhiều hơn, sâu hơn. Chính ở Tipan, nằm cách đông bắc Cusco, chừng 18 dặm, tương đường 1,609.344 km nơi được coi như trung tâm nghiên cứu nông nghiệp của người Inca xưa. Khi đến đó, chúng tôi đã hiểu ra vì sao chỉ trong vòng có 100 năm mà người Inca có thể gây dựng được một đế chế rộng hơn 5.000 km dọc theo dãy Andes, tính từ nơi hiện giờ là Ecuador ở phía Bắc cho đến Chile ở phía Nam. Người Inca đã tổ chức và điều hành hiệu quả một vương quốc gồm hơn 200 dân tộc sinh sống, Họ biết cách để tạo ra thặng dư nhờ kỹ thuật nông nghiệp vượt trội, biết xây dựng những kho tích trữ lương thực, biết chăm sóc cho người bệnh và cả những gia đình đã mất đi trụ cột tài chính. Họ đạt được tất cả những điều đó ở cùng thời điểm mà đại dịch và nạn đói đang hoành hành khắp châu Âu. Chúng tôi cũng khám phá ra việc đế chế Inca trước khi sắp nhập các bộ lạc hay các quốc gia khác vào đế chế của mình thường đưa ra một lời đề nghị hết sức thân thiện và họ chỉ sử dụng sức mạnh quân sự nếu như đối phương từ chối lời đề nghị này, chúng tôi cũng hiểu ra cách họ thu phục các quốc gia khác về dưới trướng của mình mà vẫn duy trì được hòa bình, nhờ vào việc tái định cư và phát triển cơ sở hạ tầng tại chính quốc gia đó. Chuyến đi này vốn dĩ là để chúng tôi được nghỉ ngơi vài ngày sau khi hoàn thành các nhiệm vụ từ quản lý, giám sát đến đầu tư và huấn luyện. Vậy mà đột nhiên chúng tôi lại trao đổi với nhau về vấn đề quản lý cụ thể hơn là cách quản lý của người inca làm thế nào mà người inca xưa một dân tộc không có hệ thống giao thông lẫn chữ viết chứ đừng nói là công nghệ về thông tin liên lạc hiện đại có thể xây dựng và cai trị một vương quốc rộng lớn trong khi ngày nay có rất nhiều công ty liên doanh thất bại dù họ có những điều kiện tốt hơn phát triển hơn rất nhiều tại sao người inca có thể tổ chức một bộ máy lãnh đạo nhận được sự đồng thuận hàng thập kỷ trong khi ngày nay nhiều giám đốc điều hành phải chật vật để biện hộ cho chính mình trước những cáo buộc về khả năng lãnh đạo đầy tính ích kỷ và sự ngạo mạn. Tại sao có rất nhiều cộng đồng xã hội thành công khi chọn đi theo con đường mà những đứa con của mặt trời đã dẫn lối, trong khi có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay dù đã cố lèo lái công ty theo cách thức tương tự, nhưng vẫn nhận lấy thất bại cay đắng. Dĩ nhiên, chúng ta không thể áp dụng trực tiếp các phương pháp thuộc về một xã hội phân tầng cứng nhắc ở thời kỳ đầu vào giai đoạn hiện đại này. Nhưng qua những cuộc tranh luận sôi nổi, có một điều mà chúng tôi đều đồng tình với nhau, đó là câu chuyện về đế chế Inca là tấm gương điển hình để chúng ta tự nhìn lại toàn bộ những hành vi và phương pháp mà các lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay đang sử dụng. Những điều mà ban đầu tưởng như xa cách và lạ lẫm Hóa ra lại quen thuộc đến vậy. Tầng lớp tinh anh của đế chế Inca cũng từng phải đối mặt với những thách thức, tương tự với thách thức mà các nhà quản lý ngày nay đang phải giải quyết, như xây dựng mục tiêu rõ ràng, thuyết phục mọi người chấp nhận những thay đổi và đổi mới trong một môi trường khắc nghiệt, xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các hội nhóm khác nhau và triển khai kế hoạch theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt khi chúng ta nhìn xa hơn những xu hướng và cụm từ về vấn đề quản lý ở hiện tại, dù là số hóa, đa dạng hay là gián đoạn, thì vẫn luôn có một câu hỏi trường tồn, đó là đối với mọi vị trí lãnh đạo, đâu là điều cần thiết để đảm bảo thành công bền vững cho công ty hay tổ chức của họ? Quy trình quản lý và lãnh đạo có thành công hay không phụ thuộc vào câu trả lời cho câu hỏi trên cuốn sách này sẽ đưa ra những lời giải đáp vô cùng thực tế và hữu ích với vai trò như nguồn cảm hứng trong thời kỳ đầu của giai đoạn hiện đại đế chế inca đã cung cấp cơ sở vững chắc xuyên suốt cuốn sách khi chúng tôi đưa ra những kinh nghiệm kinh doanh từ chính bản thân chúng tôi và từ những buổi phỏng vấn với những quản lý cấp cao đến từ các tập đoàn quốc tế những doanh nghiệp gia đình thành công những mô hình khởi nghiệp các công ty tư vấn những tổ chức công và phi chính phủ đã chia sẻ với chúng tôi trong suốt quá trình viết nên cuốn sách này. Chúng tôi thực sự biết ơn sự tin tưởng và cởi mở của họ. Đồng thời, chúng tôi cũng đã giấu danh tính trong một số câu chuyện có tính riêng tư hoặc gây nhiều tranh cãi. Cuốn sách này hoàn toàn không nhằm mục đích lãng mạn hóa câu chuyện về đế chế Inca xưa. Bên cạnh sự phát triển đầy ấn tượng, triều đại Inca cũng tồn tại những góc khuất như hiện tượng bộ máy cầm quyền đẩy cả một dân tộc hay một làng mạc vào cảnh lưu đầy, hiến tế trẻ em, hạn chế tự do cá nhân bằng cách không cho họ quyền lựa chọn nơi cư trú hay việc làm. Không chỉ vậy, sau gần một thế kỷ hưng thịnh, thì vào năm 1532, đế chế Inca rơi vào tình trạng vô cùng thảm hại khi bị đội quân vỏn vẹn vài trăm binh sĩ của nhà thám hiểm và chinh phục Francisco Pizarro đánh bại đội quân 12.000 binh hùng tướng mạnh của Inca và bắt sống vua của Inca lúc bấy giờ là Atahualpa. Chỉ vài năm sau đế chế Inca tàn giã, vị vua cuối cùng của triều đại Inca trở thành con rối trong tay người Tây Ban Nha. Đến năm 1572, ông bị hành quyết. Trong suốt thời kỳ hương thịnh, người Inca luôn cho thấy sự linh hoạt, hiệu quả và thống nhất trong cách điều hành, quản lý đất nước. Vậy nhưng họ vẫn bất lực khi chạm trán với một đối thủ mới. Điều này khiến chúng tôi tự hỏi, phải chăng mọi thành công đều hào nhoáng và sẽ sụp đổ khi đến một thời điểm nào đó? Có phải mọi chiến thắng lớn lao đều chứa đựng mầm mống của sự diệt vong? Chính chi tiết này đã giúp chúng tôi tìm thấy điểm tương đồng trong câu chuyện giữa đế chế Inca với giai đoạn hiện nay. Mọi nhà điều hành và quản lý đều biết rằng, một số ông lớn quốc tế những công ty tưởng như không thể bị đánh bại vẫn phải hứng chịu những đợt suy thoái nghiêm trọng, thậm chí còn bị xóa sổ hoàn toàn như Kodak, Nokia, AOL, Pan Am, Arthur Anderson và rất nhiều cái tên khác nữa. Nếu lấy danh sách 500 công ty đạt được lợi nhuận cao nhất của tạp chí Fortune làm thước đo, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra hiếm có một doanh nghiệp nào đủ sức bám trụ ở vị trí top 10 trong suốt thời gian dài. Có lẽ chính ảo tưởng của sự bất ngờ chiến bại đã dự báo trước một thất bại chóng vánh cho doanh nghiệp của họ. Đối với những giám đốc điều hành và các nhà quản lý, thực tế này xảy ra đồng nghĩa với việc họ phải luôn cảnh giác cao độ, đặc biệt là trong thời buổi thành công hay đi kèm khái niệm bảo chứng như hiện tại. Họ cũng cần nhìn ra những điểm yếu, liên tục làm mới và phát triển bản thân cũng như công ty, bằng không họ cũng có thể phải chịu chung số phận như vị giám đốc điều hành người Đức với tham vọng biến tập đoàn Daimler trở thành tập đoàn toàn cầu. Nỗ lực này không chỉ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của ông ta, mà còn khiến công ty và các cổ đông phải chịu thiệt hại lên đến hàng tỷ đô la. Nói thêm, bảo chứng là thuật ngữ mô tả bên thứ ba trung lập quản lý nguồn vốn, chứng từ và nhiệm vụ cụ thể cho việc đóng giao dịch hoặc thanh toán như thường được biết đến. Như được nêu trong thỏa thuận mua bất động sản hoặc hợp đồng bán, mục đích của bảo chứng là để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch bằng cách quản lý giải ngân nguồn vốn và chứng tử. Quay lại nội dung chính. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn nhắn gửi đến bạn một điều nữa đó là trong quá trình nghiên cứu tỉ mỉ những thông tin về đế chế Inca và trò chuyện với một số chuyên gia hàng đầu trong một số lĩnh vực tại Peru, Mỹ và Đức, Chúng tôi không hề có ý định cũng như không thể cung cấp những hiểu biết chuyên sâu, mà chỉ đơn thuần cung cấp cái nhìn toàn cảnh về nền văn minh đầy mê hoặc này. Có rất nhiều cuốn sách khác làm điều này tốt hơn chúng tôi và tên những sách đó cũng được liệt kê ở phần các sách tham khảo. Góc nhìn của chúng tôi về nền văn minh Inca chỉ là một điểm nhìn có chọn lọc, xuất phát từ góc độ những nhà điều hành của các công ty lớn hoặc các tập đoàn đa quốc gia đế chế inca đã góp thêm một tầng ý nghĩa và hiểu biết bất ngờ cho góc nhìn ấy và chắc chắn những bài học chúng tôi có được đã vượt xa phạm vi các buổi hội thảo về tố chất lãnh đạo kèm theo những bài thuyết trình powerpoint đủ loại mà chúng tôi đã từng tham dự trong suốt những năm qua hy vọng rằng cuốn sách này sẽ đem đến động lực thôi thúc bạn thay đổi tầm nhìn mong rằng những hiểu biết phân tích và đề xuất của chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những thông tin cần thiết cùng những giây phút giải trí để bạn có thể đọc hoặc nghe hết cuốn sách này từ đầu tới cuối. Phải nói thật là ngoài kia không thiếu những cuốn sách về kỹ năng quản lý, nhàm chán hơn cuốn sách bạn đang đọc hoặc nghe đâu. Andres và Paul Williams, Landfield, Đức inca inc com Mời bạn xem lời nói đầu của Nick Going và giáo sư Peter May được đính kèm trên ứng dụng. Phải chăng cái gì đã đi lên thì ắt sẽ phải đi xuống? Một góc nhìn về danh sách 500 của Fortune Thành công kéo dài trong nhiều năm có thể sản sinh ra độ tự tin lớn đến phỉ lý và dẫn đến niềm tin mù quáng rằng chúng ta có thể làm được tất cả. Theo tiến sĩ Iris Lowe Friedrich, Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Y tế UCB. Hàng năm, tạp chí Fortune sẽ công bố một danh sách gồm 500 công ty có tổng doanh thu cao nhất thế giới. Chỉ có điều rất ít các công ty trong số này đủ sức duy trì thứ hạng của mình qua nhiều năm để tiếp tục nằm trong top những ông lớn của thế giới. Phải chăng những khoảnh khắc đứng ở vị trí vinh quang tột đỉnh thì cũng chính là thời điểm những doanh nghiệp này dễ lụi bại nhất? Phải chăng mọi thành công vượt trội đều mang mầm mống của sự diệt vong? Hay bởi đó là một quy luật bất biến, cái gì đã đi lên thì ắt phải có lúc đi xuống. Nếu đến cả những đế chế hùng mạnh cũng có thể sụp đổ, hay những nền văn minh tiên tiến như inca cũng có thể chìm vào quên lãng chỉ trong một thời gian rất ngắn thì làm thế nào mà các chủ doanh nghiệp vẫn tự tin rằng thành công hiện tại của họ có thể kéo dài trong tương lai quan trọng là liệu có bất kỳ dấu hiệu nào cảnh báo về sự sụp đổ sắp diễn ra không dĩ nhiên đây không chỉ là câu hỏi dành riêng cho các doanh nghiệp lớn chúng ta đều biết rằng có nhiều công ty khởi nghiệp đã phất lên nhanh chóng để rồi trượt dài ngay sau đó hay có những doanh nghiệp sau nhiều năm thành công cũng bất ngờ lao dốc mà không có bất kỳ một dấu hiệu cảnh báo nào. Chắc hẳn bạn còn nhớ trường hợp của Nokia chứ? Nếu bạn hỏi một thiếu niên sành điện thoại thời nay xem cậu ta nghĩ gì về Nokia, rất có thể cậu ta sẽ ngây ra rồi đáp: um, Nokia là gã nào vậy? Chỉ mới vài năm trước, công ty của Phần Lan này còn nằm trong top những ông lớn thống trị thị trường điện thoại di động toàn cầu từ năm 1998 đến năm 2011. Năm 2004, Nokia còn đứng ở vị trí 112 trong bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất thế giới của tạp chí Fortune. Một đất nước nhỏ chỉ khoảng 5 triệu dân như Phần Lan chính là cái nôi nuôi dưỡng thương hiệu tiên phong trong một lĩnh vực công nghệ đang trên đà tăng trưởng toàn cầu. Câu chuyện về Nokia nghe chẳng khác gì kịch bản phim do Hollywood sản xuất. Năm 1865, ở miền Nam Phần Lan, kỹ sư Frederick Idestam cho xây dựng một nhà máy chế biến bột giấy bên bờ sông Nokia Vita. Ông đặt tên cho nhà máy của mình là Nokia. 30 năm sau, tức năm 1898, Eduard Poland thành lập công ty sản phẩm cao su Phần Lan, chuyên sản xuất giày cao su và lốp xe. 15 năm sau đó, Avid Wistrom thành lập công ty sản phẩm Cáp Phần Lan. Từ năm 1963 trở đi, công ty sản phẩm Cáp đã tập trung sản xuất điện thoại không dây dành cho quân đội. Ba công ty công nghiệp này liên thủ chặt chẽ với nhau trong suốt 45 năm, để rồi hợp nhất thành tập đoàn công nghệ Nokia vào năm 1967. Những ngành chủ chốt như lâm nghiệp, sản xuất cao su, cáp, linh kiện điện tử, vẫn được tập đoàn này duy trì cho đến khi họ tìm thấy những cơ hội phát triển mới từ việc giảm kiểm soát thị trường viễn thông châu Âu vào những năm 1980. Với sự ra đời của công ty điện thoại di động Scandinavian NMT, điện thoại di động Bắc Âu, năm 1982, Nokia cho ra mắt chiếc điện thoại di động được sử dụng trong xe hơi đầu tiên trên thế giới. Và từ năm 1987, công ty chỉ còn tập trung vào lĩnh vực sản xuất điện thoại di động, đang trên đá phát triển mạnh mẽ. Những lĩnh vực khác như sản xuất cao su, cáp điện và linh kiện điện tử dần được tập đoàn ngưng sản xuất. Tuy vậy, Nokia vẫn chiếm trọn cảm tình của người tiêu dùng nhờ việc liên tục đưa ra những cải tiến công nghệ như Communicator, một dạng điện thoại thông minh đời đầu, và phủ sóng thị trường với những chiếc điện thoại di động bền ở mức giá trung bình. Năm 2002, cứ 3 chiếc điện thoại được bán ra trên thế giới thì có một chiếc là của Nokia. Với thị phần 35,8%. Trong 6 chiếc thì có 1 chiếc là của Motorola, 15,3% và trong 10 chiếc thì mới có 1 chiếc là của Samsung, 9,8%. Trong suốt một thời gian dài, Nokia 1100 trở thành chiếc điện thoại bán chạy nhất của Nokia với số lượng bán ra lên tới 250 triệu chiếc tính đến năm 2013. Đối với các doanh nghiệp trên thế giới, trụ sở của Nokia ở Espoo, Phần Lan trông như một pháo đài bất khả chiến bại. Điều không may chính là khi Nokia đứng ở đỉnh cao danh vọng, họ đã bắt đầu tự tin vào sức mạnh vô song của mình. Ngay khi Nokia đạt ngưỡng lợi nhuận khổng lồ, các đối thủ khác cũng lập tức nhảy vào cuộc chơi. Năm 2004, Nokia tung ra thị trường dòng điện thoại nắp gập đầu tiên với kiểu dáng trung thành với thiết kế truyền thống của hãng khi Apple cho ra mắt chiếc điện thoại thông minh với màn hình cảm ứng đầu tiên vào năm 2007. CEO của Nokia bấy giờ là Oli Pekka chỉ coi iPhone như một sản phẩm ăn theo. Trên trang bìa tạp chí Forbes tháng 11 cùng năm là bức hình chụp Kansvold trông khá tự mãn với câu hỏi. Với một tỷ người dùng, liệu ai có thể sánh ngang với ông vua của ngành điện thoại di động? những nhà hoạch định chính sách và phát triển của Nokia vẫn tiếp tục cho ra đời những ý tưởng mới và những sản phẩm dẫn đầu xu hướng. Điển hình là chiếc điện thoại di động có camera đầu tiên Nokia 7650 hay như chiếc máy tính bảng kết nối mạng 770. Thế nhưng, bộ máy lãnh đạo của tập đoàn Nokia vẫn quá chậm chạp và công kênh trong việc triển khai những ý tưởng này. Có thể một phần cũng bởi những lời khen có cánh của báo chí đã làm họ mở mắt. Không những vậy, nội bộ ban giám đốc cũng nảy sinh mâu thuẫn. Họ tranh cãi về việc liệu có nên đẩy mạnh phát triển dòng điện thoại thông minh hay trung thành với những thiết kế giá rẻ. Người đứng đầu bộ phận kinh doanh của Nokia ở Đức mô tả tình trạng lúc bấy giờ trông hệt như một bức tranh toàn cảnh về bộ máy quan liều với những công chức sản xuất điện thoại lâu đời. Ở giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng đó, chúng ta có thể hiểu hơn về bản chất của vấn đề bằng việc nhìn vào cách những nhân viên tại một trong những chi nhánh lớn của Nokia ở châu Âu dùng khiếu hài hước để đặt tên cho những phòng học của họ. Những cái tên quen thuộc như Helsinki, Berlin và London lần lượt được đổi thành không hiệu quả đâu, sẽ không bao giờ được chấp thuận. Và Global muốn như vậy. Global là trụ sở chính của Nokia đặt tại Phần Lan. Sau đó, Nokia rơi vào tình trạng lao dốc không phanh Đúng như cách mà hãng nổi lên vào thời điểm 10 năm trước, thị phần của Nokia nhanh chóng giảm mạnh trong năm 2018 và từ năm 2011, công ty liên tục trong tình trạng kinh doanh thua lỗ. Cũng trong năm 2011, Nokia đã ký một thỏa thuận hợp tác với Microsoft. Theo thỏa thuận, Nokia không sử dụng hệ điều hành riêng của hãng, thay vào đó, họ sẽ sử dụng hệ điều hành MS Windows của Microsoft. Trước thông tin này, những doanh nghiệp khác trên thị trường tỏ ra khá kinh ngạc, thậm chí còn diễu cợt về việc hai doanh nghiệp vốn là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà nay lại liên thủ cùng nhau tiến về buổi hoàng hôn. Những sản phẩm của Nokia bây giờ chẳng còn đủ sức cạnh tranh với iPhone của Apple, với hệ điều hành Android của Samsung, LG hay các nhà sản xuất điện thoại khác. Chỉ hai năm sau thỏa thuận trên, Microsoft chính thức nắm chọn quyền điều hành Nokia. Tạp chí Thương mại Connect nhận xét, doanh nghiệp sản xuất điện thoại di động của Phần Lan đã đi đến hồi kết. Đã từng có thời điểm Nokia được biết đến như một trong những nhà cung cấp công nghệ mạng hàng đầu. Kể từ năm 1999, đồ thị giá cổ phiếu của Nokia trông giống như những dãy nối, trong khi những dãy đầu có độ cao chóng mặt thì kể từ sau năm 2009, chúng bắt đầu bằng phẳng dần. Năm 2000, bất cứ ai muốn sở hữu một cổ phiếu của Nokia sẽ phải trả hơn 60 đô la. Kể từ năm 2014 đến giữa năm 2019, giá cổ phiếu của công ty chỉ còn khoảng 6 đô la một cổ phiếu. Những ai đã biết đến lịch sử của Đế chế Inca, hẳn sẽ nhận thấy có rất nhiều điểm tương đồng giữa câu chuyện của Nokia và nền văn minh Inca. Xuất phát điểm của họ chỉ là một quốc gia nhỏ hay chỉ vừa bước chân vào một ngành tương đối mới nhưng cả hai đều có tầm ảnh hưởng làm thay đổi thế giới bởi họ đã sáng tạo hơn kỷ luật hơn và ít nhất trong khoảng thời gian khởi đầu họ thành công hơn các đối thủ khác trong cuộc đua cả hai đều biết cách tận dụng tốt thời cơ để vươn lên bứt phá đối với nokia bước đệm cho sự phát triển của họ nằm ở việc những hạn chế của thị trường điện thoại được gỡ bỏ kèm theo đó là những hiểu biết về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực viễn thông không dây. Đối với người Inca, khi đợt giá lạnh bất thường tràn đến dãy Andes và dọc bờ biển Thái Bình Dương vào năm 1100, họ đã tận dụng được hiểu biết vượt trội của mình trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như hệ thống thủy lợi để vươn lên dẫn đầu. Trong khi những bộ lạc khác phải rơi vùng đồi núi lạnh lẽo hay khi hạn hán xảy ra trên bờ biển Thái Bình Dương này, kết hợp với lượng mưa lớn gây ra nhiều xung đột giữa các bộ lạc và những đợt di cư trên diện rộng, thì người Inca đã chọn sống theo phương châm, sắp xếp lại trật tự thế giới của mình. Họ tạo ra những thửa ruộng bậc thang trên các sườn núi gập ghềnh, xây dựng hệ thống tưới tiêu và dẫn nước từ sông về ruộng. Họ chỉ trồng các loại lương thực thích hợp với khí hậu của khu vực đó, chẳng hạn như những loại khoai tây chịu được buốt giá. Có thể dễ dàng nhận thấy nền văn minh Inca phát triển được như vậy chính là nhờ những phương pháp trồng trọt đem lại năng suất cao, góp phần hình thành nền nông nghiệp bền vững, đem lại nhiều lợi ích về kinh tế. Giống như cách Nokia đã gặt hái thành công toàn cầu nhờ vào những công nghệ đáng tin cậy, giá rẻ, thì người Inca cũng đã gây dựng sức ảnh hưởng nhờ việc truyền lại các phương thức trồng trọt cho các nước láng giềng. Thời kỳ hoàng kim của đế chế Inca bắt đầu vào triều đại Pachacutec Yupanquist từ năm 1438 đến năm 1471. Tại thời điểm đó, người Inca chiếm được rất nhiều đất đai nhờ sức ảnh hưởng của họ. Nhưng cũng giống như người Phần Lan, vì không thể ngờ rằng chuỗi thành công của mình rồi cũng tới ngày tàn, người Inca nhất quyết áp dụng giải pháp cũ, ngay cả khi chạm trán với những đối thủ có lối chơi hoàn toàn khác. Giống như việc Nokia không thể ngờ những sản phẩm giá rẻ của họ lại có thể thất thế trước Apple hãng điện thoại với duy nhất một dòng sản phẩm đắt tiền, thì người Inca cũng chật vật tìm cách đối phó với một đối thủ không hề thua kém họ khi họ đưa ra hai lựa chọn. Một là chiếm đóng trong hòa bình, hai là chinh phục bằng vũ lực. Đối thủ đó chính là đội quân xâm lăng Tây Ban Nha do Francisco Pizarro dẫn đầu. Trong cả hai câu chuyện, chính những mâu thuẫn nội tại đã đẩy Nokia và văn minh Inca đến bờ vực diệt vong Đối với người Inca, mâu thuẫn đó là cuộc nội chiến diễn ra vào năm 1527, khi Huayna Capac chia đôi vương quốc và giao cho hai người con trai cùng cha khác mẹ là Atahualpa và Huasca cai quản. Cả hai anh em đã nhờ đến sự giúp đỡ từ những bộ lạc bên phía đằng ngoại và các đồng minh khác để tiến hành các cuộc chiến nhằm tranh giành lãnh thổ của nhau. Trước khi quân của Francisco Pizarro tiến vào Inca Năm 1532, đế chế Inca đã bị suy yếu nặng nề và rất dễ bị đánh bại trước quân xâm lăng. Tương tự như sự sụp đổ của đế chế Inca, đằng sau sự sụp đổ của Nokia cũng là những lùm xùm mâu thuẫn giữa nội bộ ban giám đốc về việc đưa ra quyết định chiến lược cho hãng vào năm 2007 dưới sự nắm quyền của Olle Pekka Kalasvo. Cuộc tranh cãi nổ ra giữa hai bên, một bên khăng khăng đòi đổi hướng chiến lược từ việc sản xuất điện thoại di động giá rẻ sang điện thoại thông minh và bên còn lại phản đối sự thay đổi này. Kết cục của cả hai câu chuyện trên đó là những người cầm quyền tưởng như bất bại, cuối cùng lại trượt dài và thất bại và bị lãng quên chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Một bên là vua của dạy Andes và một bên là ông trùng của thị trường điện thoại di động. Phải chăng tất cả sự phát triển kéo dài đều sẽ dẫn đến kết cục sụp đổ? Phải chăng nguy cơ thất bại luôn là một phần tất yếu của mọi chiến thắng vẻ vang? Tăng trưởng nhanh, tụt dốc nhanh. Góc nhìn về những doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới dựa trên doanh thu hàng năm đã dạy cho ta một bài học lớn về sự khiêm nhường. Năm 1990, tạp chí Fortune của Mỹ Bắt đầu công bố danh sách Fortune 500 đầu tiên dựa trên doanh số của những năm trước đó. Nếu so sánh top 10 doanh nghiệp đứng đầu trong danh sách này vào năm 1990 với 10 doanh nghiệp top đầu vào các năm 2000 và 2019, bạn sẽ hiểu được sự mong manh của thành công, bất kể công ty của bạn có tuyệt vời tới đâu. Chỉ có 5 công ty trụ vững trong top 10 liên tiếp 10 năm. 19 năm sau, chỉ có 3 trong số những công ty dẫn đầu trong năm 1990 còn duy trì được phong độ của mình. Mời bạn xem bảng top 10 công ty trong danh sách Fortune 500 của năm 1990, 2000 và 2020 được đính kèm trên ứng dụng. Trong đó, tên các công ty trụ vững trong top 10 liên tiếp 10 năm và duy trì phong độ của mình được đánh dấu màu xám. Danh sách này phản ánh những thay đổi mang tính kiến tạo trong nền kinh tế toàn cầu. Năm 1990, Mỹ dẫn đầu danh sách với 4 công ty, Nhật Bản theo sau với 2 công ty. Tuy nhiên, đến năm 2019, Mỹ chỉ còn 2 công ty và Nhật Bản chỉ còn 1. Trong khi đó, nền kinh tế Trung Quốc đóng góp đến 3 công ty lần lượt xếp ở vị trí thứ 2, thứ 3, thứ 4 trong bảng xếp hạng. Những tên tuổi nổi tiếng như IBM công ty lớn thứ năm trên thế giới vào năm 1990, thì đến năm 2019, nó đã tụt xuống vị trí 118 trong bảng xếp hạng. Hay General Electric đã hoàn toàn trượt khỏi top 10. Hay như công ty General Motors, công ty đứng đầu bảng xếp hạng vào năm 1990, thì đến năm 2019 bị tụt xuống ở vị trí 40. Những ông lớn trong ngành dầu khí đang thống trị bảng xếp hạng với 5 trên 10 vị trí lần đầu tiên Amazon lọt vào danh sách này và điều này không chắc sẽ thay đổi trong tương lai gần. Trong suốt một thời gian dài, tập đoàn General Electric GE chính là hình mẫu lý tưởng cho nhiều thế hệ các quản lý doanh nghiệp nói theo khi liên tục xuất hiện trong top 10 của tạp chí Forbes 500. Vậy lý do nào khiến cho biểu tượng của ngành công nghiệp Mỹ sụp đổ một cách nhanh chóng như thế? Sau giai đoạn giá cổ phiếu giảm liên tục Ngày 26 tháng 6 năm 2018, GE đã bị xóa sổ khỏi bảng chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Chỉ số Dow Jones là các chỉ số bình quân được xác lập hàng ngày, thể hiện sự thay đổi của giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York. Đây quả là điều cay đắng, một cú tát thẳng vào GE, bởi họ vốn là một trong những thành viên đầu tiên xuất hiện trong bảng chỉ số trung bình công nghiệp Dow khi Dow mới thành lập vào năm 1896 và kể từ năm 1907, họ luôn có tên trong bảng chỉ số này. Hàng loạt những nguyên nhân dẫn đến sự lao dốc của GE là văn hóa doanh nghiệp rệu dã, hội chứng bành trướng, các thủ đoạn tài chính và các thủ thuật nhằm thao túng cân đối kế toán. Chỉ trong vòng một năm, hơn 125 tỷ đô la vốn hóa thị trường của công ty đã bốc hơi. Một trong những câu châm ngôn của giới kinh doanh là điều duy nhất ta có thể chắc chắn, đó là không có sự chắc chắn nào cả. Đồng nghĩa với việc những phong độ trong quá khứ không thể đảm bảo chắc chắn rằng tương lai bạn sẽ vẫn tiếp tục phát triển. Không may, nhiều doanh nghiệp đang trên đà phát triển và thịnh vượng, có vẻ quên mất điều này, dẫn đến việc lãnh đạo các doanh nghiệp đó đã đưa ra những quyết định liều lĩnh và sai lầm. Năm 2000, hãng sản xuất xe hơi của Đức là Daimler đã lọt top 10 trong danh sách Fortune 500 sau khi sáp nhập với Chrysler. CEO Jürgen Trump đã mô tả thương vụ sáp nhập này như một lễ kết hôn đến từ thiên đường. Với tham vọng tạo ra một tập đoàn toàn cầu, Trump hoàn toàn không quan tâm đến những bằng chứng cho thấy rủi ro hay nguy cơ đến từ việc sáp nhập và mua lại, cũng như những lời cảnh báo đến từ chính những nhà môi giới của mình. Thật không may là những nhà môi giới đã đúng năm 2009, lễ kết hôn đến từ thiên đường kết thúc bằng vụ ly hôn trị giá 40 tỷ đô la. Câu chuyện của Daimler Chrysler chính là một ví dụ hoàn hảo cho cái tôi cao ngạo của một giám đốc điều hành cấp cao trong một chiến lược sáp nhập đầy lỗ hồng. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về những chiếc bẫy này và nhận thấy quá trình này khó khăn ra sao ở chương 8, khi cái tôi đánh bại thực tế. Suy cho cùng không một nhà quản lý tự tin và khôn ngoan nào không có một cái tôi lớn cả vì vậy thách thức đặt ra là làm thế nào để ngăn bản thân không vượt qua lằn danh giữa tham vọng và cái tôi giữa tầm nhìn xa trông rộng và sự ảo tưởng thái quá làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi những khoảnh khắc indiana jones của chính bạn gượm đã có phải bạn đang nghĩ việc học theo một nhân vật anh hùng trong phim hành động lại là sai sao chà nói trắng ra thì nhà khảo cổ indiana jones không phải là một mẫu hình lý tưởng để bạn noi theo đúng là cuối mỗi chuyến thám hiểm anh ta đều tìm thấy những kho báu giá trị nhưng đấy là sau khi anh ta đã vượt qua hành trình là những con đường đầy bụi đất và những ngôi đền những bức tượng cổ bị tàn phá hủy hoại giống như nhân vật tiến sĩ jones do harrison ford thủ vai nhiều nhà điều hành cũng có xu hướng nhầm lẫn giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung Kết quả là họ thường gây ra những điều hết sức bất lợi cho chính doanh nghiệp của mình. Vì đã có một vài kinh nghiệm cá nhân trực tiếp về vấn đề này nên trong chương cuối của cuốn sách, chúng tôi sẽ kể cho các bạn về khoảnh khắc Indiana Jones của chính chúng tôi. Trước đó trong chương 6, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn lý do vì sao những thương vụ sáp nhập khổng lồ như của Daimler và Chrysler lại có thể thất bại thảm hại đến vậy. Sau đó, ta sẽ cùng khám phá những điều mà các nhà quản lý doanh nghiệp hiện đại có thể học hỏi được từ nền văn minh Inca và phương thức tiếp cận bài bản để đạt được sự thống nhất toàn vẹn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với bảng xếp hạng Fortune 500 và cùng xem xét thị trường xe hơi, bởi đây là ngành cho chúng ta rất nhiều ví dụ hay về sự thành bại của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phân tích những ví dụ đó Trước tiên chúng ta cần trả lời được câu hỏi về vấn đề giá trị doanh nghiệp. Chẳng hạn với trường hợp của Volkswagen, VW, một công ty xe hơi từng đứng ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng Fortune 500, họ đã ứng phó ra sao với vụ bê bối Dieselgate? Nói thêm, Dieselgate, vụ bê bối sai phạm của Volkswagen được đặt tên theo vụ bê bối chính trị Watergate trên chính trường Mỹ. Từ năm 1972 đến năm 1974, dẫn đến việc tổng thống Nixon phải từ chức. Quay trở lại nội dung chính. Ở Mỹ, doanh thu của công ty sụt giảm chóng mặt ngay sau khi khách hàng phát hiện lượng khí thải bất thường từ dòng xe chạy bằng diesel của hãng. Dù VW đã quảng cáo trên sóng truyền hình Mỹ rằng lượng khí thải mà những dòng xe do hãng này sản xuất rất thân thiện với môi trường. Trong quảng cáo là hình ảnh một người phụ nữ cầm một tấm vải trắng tinh khôi và đứng sau ống xả thải của một chiếc ô tô VW đang chạy. Kết quả là tấm vải vẫn trắng y như mới. Qua đó có thể thấy những cá nhân hay tổ chức cố tình phớt lờ lằn danh trong giá trị của doanh nghiệp đang hoặc sẽ phải trả giá thích đáng cho lỗi lầm của chính mình. Xem hoặc nghe kỹ hơn trong chương 4. The Spiegel, một tạp chí tin tức hàng đầu của châu Âu, từng cai ngợi VW như là một Triều Tiên không có trại huấn luyện. Văn hóa lãnh đạo doanh nghiệp của VW chính là một ví dụ điển hình nói lên việc tại sao giá trị doanh nghiệp lại quan trọng hơn những câu khẩu hiệu được sử dụng trong các cuộc họp hay hội thảo. Nhân viên của VW rất run sợ khi đứng trước bàn lãnh đạo cấp cao, bởi họ có thể mất việc ngay lập tức nếu không đạt được mục tiêu mà công ty đề ra trong mức ngân sách cho phép. Kết quả của việc che đậy và lấp liếm các vấn đề đó là đẩy công ty vào vụ bê bối khí thải và phải gánh chịu chi phí bồi thường lớn hơn gấp nhiều lần từ chính việc gian lận của họ. Ngay cả sau khi sự việc công ty lắp đặt bị phần mềm thao túng lần đầu được đưa ra ánh sáng, mối quan hệ giữa lãnh đạo với nhân viên của VW và giá trị của công ty vẫn không khá lên được là bao. Mùa xuân năm 2016, trong khi toàn bộ công nhân và nhân viên của công ty đang nơm nớp lo sợ Trước nguy cơ mất việc và bị cắt giảm lương, thì ban lãnh đạo của công ty vẫn ung dung bỏ túi khoản tiền thưởng lên tới 7 con số, với niềm tin rằng mọi việc họ làm đều đúng đắn và phù hợp. Rõ ràng khi công ty rơi vào tình trạng như vậy thì việc đầu tiên cần làm là xem xét và đánh giá lại năng lực của ban lãnh đạo công ty. Bên cạnh đó cũng có nhiều người kêu gọi các lãnh đạo hoàn trả khoản tiền thưởng mà họ đã nhận. Và họ có lý do làm vậy. Tháng 4 năm 2019, vụ bê bối liên quan đến khí thải diesel đã khiến VW thiệt hại 29 tỷ euro. Những nhóm các nhà đầu tư quốc tế xếp hàng đòi bồi thường thiệt hại và gần đây nhất là khoản tiền 5,4 tỷ euro mà giám đốc tài chính của công ty đã phải chi ra để đền bù thiệt hại và hiện người ta vẫn đang ước tính xem tất cả số tiền đó liệu đã đủ để giải quyết toàn bộ những thiệt hại mà VW gây ra hay chưa. Cùng lúc đó, hơn 70 đơn kiện các lãnh đạo VW đã được đệ lên tòa án ở Hoa Kỳ và châu Âu. Trên thực tế, sau vụ bê bối đó, cựu CEO của VW, Winterkorn và chín nhà quản lý của VW cũng như Audi khác đã không dám đi du lịch ở Mỹ vì sợ bị bắt. Dĩ nhiên là còn rất nhiều những nhân tố khác ảnh hưởng đến thành công của doanh nghiệp và chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về chúng trong cuốn sách này. Chẳng hạn như các vấn đề ở thời điểm nào thì tâm nhìn thiên về cảm xúc của doanh nghiệp sẽ phản tác dụng, được đề cập ở chương 1. Làm thế nào mà trong suốt nhiều thập kỷ, đế chế Inca đã liên tiếp đạt được thành công trong việc giao trọng trách lãnh đạo cho những người tài năng nhất, một lĩnh vực mà ngày nay rất nhiều doanh nghiệp không làm được, được đề cập ở chương 2. Điều gì làm nên tố chất của một lãnh đạo tốt, được đề cập ở chương 3. Các doanh nghiệp ngày nay cần làm gì để tránh xảy ra xung đột quyền lực giống như những xung đột quyền lực đã từng đẩy đế chế Inca và diệt vong? Khi phải đối mặt với vấn đề tư lợi và thiên vị, những nhà quản lý có thể làm gì để luôn bình tĩnh và đưa ra những quyết định khách quan? Những phân tích chi tiết về lịch sử Inca sẽ giúp ta giải đáp những câu hỏi này. Trong suốt 500 năm, hình ảnh đế chế Inca đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những kẻ xâm lược với lòng tham vô độ và cả những nhà truyền giáo. Những thế hệ sau lý giải về sự tàn độc của người Inca bằng cách ví Inca như một nền văn hóa nguyên thủy. Nếu có những suy nghĩ này thì ta cần hỏi lại bản thân, ai có thể cho tôi những gì và tại sao? Logic của sự suy thoái vào 2.500 năm trước, triết gia người Hy Lạp là Heraclitus, sống ở Ephesus, đã nói rằng không có gì liên tục bằng sự thay đổi. Trong kinh thánh, Joseph đã giải mã giấc mơ của Pharaoh rằng sau 7 năm đói kém sẽ là 7 năm sung túc. Trích sách Sáng Thế, chương 1, câu 41 Ở thời kỳ trung đại, hình ảnh nữ thần Fortuna mãi miết quay bánh xe số phận gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào thường mang một thông điệp số mệnh của bất cứ ai may mắn dẫn đầu trong cuộc đua này đều có thể chuyển vần nhanh chóng không điều gì có thể ngăn nữ thần fortuna ngừng quay bánh xe nhưng dĩ nhiên những người đã từng ở đỉnh cao vẫn có cơ hội quay lại vị trí đó không có thành công nào duy trì được mãi mãi là một quan niệm xưa như trái đất ở lĩnh vực kinh doanh điều này có nghĩa là trong sự thành công không chỉ ẩn chứa mầm mống của sự thất bại mà còn dễ sụp đổ một cách thảm hại. Trong thời đại hiện nay, công nghệ đột phá là một thuật ngữ rất phổ biến, nhưng nguồn gốc cụm từ này vốn xuất phát từ lý thuyết nền tảng của học thuyết về sự hủy hoại mang tính sáng tạo do nhà kinh tế học người Áo là Joseph Schumpeter đưa ra vào năm 1942. Học thuyết này khẳng định rằng động lực của chủ nghĩa tư bản là đổi mới các quy trình và công nghệ hiện đại hơn, tân tiến hơn luôn không ngừng thách thức những trật tự đã được thiết lập và những nguyên tắc cơ bản trong quá trình sản xuất sẽ liên tục thay đổi. Đứng từ góc độ này, máy dệt cơ khí và động cơ hơi nước có thể được xem như nhân tố tác động trực tiếp đến bước nhảy mang tính đột phá nhằm mở ra thời đại công nghiệp. Nhưng cùng với sự phát triển, chúng dần trở thành lỗi thời khi nhiều phát minh mới xuất hiện sau đó. Những ai muốn dẫn đầu trong cuộc chơi cần phải liên tục thay đổi và thích ứng kịp với hết thời đại thì mới có thể tiếp tục duy trì và tồn tại. Chúng ta cũng gặp không ít doanh nghiệp vì bỏ lỡ cơ hội mà không bắt kịp được sự phát triển của xã hội nên bị bỏ lại phía sau. Chẳng hạn như một số công ty sản xuất máy đánh chữ vẫn kiên trì sản xuất sản phẩm này ngay cả khi máy tính cá nhân đã thống trị thị trường. Hay các công ty sản xuất đèn pin vẫn tiếp tục sản xuất đèn pin khi mà mọi chiếc điện thoại di động ngày nay đều đã tích hợp chức năng đèn flash. Bên cạnh những tác nhân bên ngoài, thì những sai lầm nội tại cũng có thể đẩy công ty vào con đường suy thoái, như những gì chúng ta đã thấy ở Daimler, Chrysler, GE và VW. Đầu năm 2004, Gilbert Probe và Sebastian Reist, hai giảng viên của trường đại học Geneva, tự hỏi rằng liệu có tồn tại điều gọi là logic của sự suy thoái hay không. Họ bắt đầu phân tích hàng trăm cuộc khủng hoảng doanh nghiệp lớn nhất trong vòng 50 năm trở lại đây ở Mỹ và châu Âu, xem xét dữ liệu của 50 trường hợp vỡ nợ lớn nhất và 50 công ty có vốn hóa thị trường sụt giảm tối thiểu 40% cùng kỳ. Qua nghiên cứu, Probst và Rice đã chỉ ra được 4 đặc điểm của những doanh nghiệp có thành công bền vững và lâu dài. Thứ nhất, văn hóa kinh doanh dựa trên hiệu suất. Thứ hai, tăng trưởng mạnh. Thứ ba, sẵn sàng đón nhận những thay đổi liên tục. Thứ tư, lãnh đạo có tầm nhìn và chiến lược. Điều thú vị là có tới 70% các doanh nghiệp thất bại đều thể hiện cả 4 đặc tính này, nhưng là theo cách cực đoan. Những doanh nghiệp này bị ảnh hưởng nặng nề do tăng trưởng quá nhanh, quá trình thay đổi quá vội vàng, CEO quá chuyên quyền và cố chấp và nền văn hóa dựa trên hiệu suất bị thổi phồng quá mức. Nền văn hóa dựa trên hiệu suất Một nền văn hóa dựa trên hiệu suất cực đoan được thể hiện qua đặc điểm như mức lương thưởng cao. Chính điều này đã châm ngòi cho sự cạnh tranh và khiến nhân viên nảy sinh tư tưởng hám lợi. Những nhân viên bị hấp dẫn bởi nền văn hóa này sẽ nhanh chóng dứt áo ra đi nếu như doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, do vậy càng đẩy nhanh quá trình suy thoái của công ty hơn. Sự tăng trưởng. Tăng trưởng nhanh thường là kết quả của việc có quá nhiều hoạt động sáp nhập diễn ra trong thời gian ngắn. Điều này không chỉ gây trở ngại cho việc sáp nhập doanh nghiệp mà còn khiến bên mua phải gánh những khoản nợ lớn, một điều vô cùng bất lợi khi công ty bước vào thời kỳ doanh thu thấp hơn. Ví dụ điển hình cho luận điểm này chính là hai tập đoàn Tyco và ABB. Khi những thay đổi không được kiểm soát đúng cách, hậu quả mà doanh nghiệp phải hứng chịu sẽ là việc mất phương hướng ở mọi cấp độ. Tại ABB, sau 60 vụ thâu tóm và nhiều lần tái cơ cấu cũng như thay đổi chiến lược, khiến các nhân viên cảm thấy mơ hồ về mục đích của công ty và cú đóng đinh cuối cùng ghim công ty vào cỗ quan tài chính là việc ban giám đốc đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì những thành công trong quá khứ khiến họ tự mãn, những vẻ vang khi xưa làm họ lóa mắt và quên bẵng đi những hiểm nguy mà họ và công ty của họ đang phải đối mặt. Kết quả là nguồn lực của họ cạn sạch, doanh nghiệp rơi vào cảnh vỡ nợ. Ví dụ như Enron, công ty từng tăng trưởng 2.000% từ năm 1997 đến năm 2001 hoặc nợ nần trồng chất có thể thấy ở các công ty như British Telecom, Deutsche Telecom và French Telecom. Probst và Reich nhận thấy những doanh nghiệp trên đều có một biểu hiện chung, chúng được gọi là hội chứng cháy sạch. Một vài ví dụ gần đây hơn như trường hợp của Porsche AG, công ty được sáp nhập vào tập đoàn VW sau khi nỗ lực thâu tóm thất bại đã để lại những tổn thất nặng nề cho họ. Lịch sử thay đổi chưa từng có của Infineon hay là sự lụi bại của Valiant sẽ được chúng tôi phân tích kỹ hơn ở chương 6. Thay đổi Sự sụp đổ của những doanh nghiệp thành công không chỉ là kết quả tất yếu do những tác động của ngoại cảnh, đột phá về công nghệ mà còn xuất phát từ một chuỗi những quyết định quản lý yếu kém mà khi kết hợp với nhau, theo lời Probst và Reich, sẽ tạo cơ sở cho logic của sự suy thoái. Đến đây, mọi thứ dường như đang trở nên tệ đi. Bất hạnh thay, vấn đề không đơn giản là giảm bước đá phát triển thì sau đó mọi doanh nghiệp có thể trụ vững trên thị trường. 30% các doanh nghiệp còn lại thất bại do hệ thống quản lý trì trệ, yếu kém và thiếu quyết đoán Hiện tượng lão hóa nhanh ám chỉ tình trạng doanh thu ở mức rậm chân tại chỗ, nhưng doanh nghiệp vẫn phớt lờ nhu cầu cần phải đổi mới. Các thành viên hội đồng quản trị từ chối cải cách và nền văn hóa doanh nghiệp quá mức nhân từ khi nói không với việc cắt giảm nhân sự. Có thể thấy các tập đoàn lớn như Eastern Airlines, Kodak, Xerox và Motorola đều là những ví dụ tiêu biểu về hiện tượng này. Nếu rơi vào tình trạng như trên, Cách tốt nhất để doanh nghiệp tiếp tục duy trì và vượt qua khủng hoảng, đó là phải tìm cách tạo ra sự cân bằng để đạt được mức tăng trưởng an toàn, cũng như có những thay đổi phù hợp, đồng thời chủ động thay đổi phương thức quản lý. Quá trình này không chỉ đòi hỏi sự thay đổi từ các nhà quản lý, mà còn từ cả đội ngũ nhân viên trong công ty cũng phải điều chỉnh và thích ứng. Tuy nhiên, bà lãnh đạo cần tránh việc khiến cho nhân viên bị quá tải khả năng lãnh đạo. Ngoại trừ những giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng ra thì việc áp dụng phương thức lãnh đạo chuyên quyền trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều phản tác dụng. Những doanh nghiệp thành công đều dựa trên sự tương tác, trao đổi, thỏa thuận về lợi ích giữa hai bên và áp dụng phương thức quản trị phù hợp để đạt được thành công cũng như vươn lên đỉnh cao. Chính phương thức này cũng khuyến khích tạo ra văn hóa doanh nghiệp bền vững dựa trên niềm tin mà một khi doanh nghiệp đạt được điều đó thì điều tất yếu sẽ là hiệu suất làm việc cao sẽ được khen thưởng và hiệu suất thấp sẽ bị xử phạt. Nhưng việc thưởng và phạt này không biến doanh nghiệp thành một bể cá mà ở đó cá lớn nuốt cá bé. Tất nhiên, để làm được điều đó thì những nhà quản lý cấp cao phải có phản xạ cực kỳ nhạy bén và thật bình tĩnh để vừa có thể hành động nhất quán, vừa có sự quyết đoán dù lý thuyết trên nghe thật hấp dẫn và thuyết phục, nhưng để áp dụng chúng vào quá trình điều hành doanh nghiệp thì lại là thách thức đầy khó khăn. Nhà lãnh đạo nào có thể dám chắc rằng doanh nghiệp của họ đang ở trong giai đoạn tăng trưởng an toàn hay bắt đầu có dấu hiệu phát triển nhanh? Phải chăng văn hóa doanh nghiệp của bạn vẫn ủng hộ tinh thần cạnh tranh ở mức vẫn chấp nhận được chứ không cổ suý cho tư tưởng vụ lợi? Ngoài ra, Jim Collins, một chuyên gia có tầm nhìn xa trong lĩnh vực quản lý từng nhấn mạnh đến một vấn đề tiến thoái lưỡng nàn khác trong cuốn sách của ông là Mighty Fall, tạm dịch những người khổng lồ gục ngã như thế nào nội dung cuốn sách nhằm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi tại sao sự tự mãn giúp thúc đẩy những thành công của doanh nghiệp lại đang hủy hoại chính họ một doanh nghiệp hay người điều hành doanh nghiệp cần phải bắt đầu thay đổi hướng đi trước khi tất cả mọi người đều nhìn ra vấn đề sự thay đổi này cần phải thực hiện ngay trong giai đoạn mà mọi thứ có vẻ đang hoạt động trơn tru. Jeff Bezos đã phát biểu rằng Amazon chưa phải là một doanh nghiệp quá lớn và chưa đến lúc sụp đổ. Tuy nhiên, tôi đã đoán trước rằng một ngày nào đó Amazon sẽ thật thế. Amazon rồi cũng sẽ phá sản. Hiện tại công việc của chúng tôi là trì hoãn quá trình sụp đổ đó càng lâu càng tốt. Nếu để ý, bạn sẽ thấy tuổi đời của các công ty lớn chỉ rơi vào khoảng hơn 30 năm, chứ không phải là hơn 100 năm. Prost và Wright kết luận rằng, để thành công trong việc thay đổi chiến lược, ít nhất là ở mức bề mặt. Trước tiên, cần chuẩn bị một tâm lý vững vàng. Và việc chuẩn bị tâm lý trước những thay đổi không phải là điều khó thực hiện. Bezos chính là một ví dụ điển hình. Và điều quan trọng hơn là Bezos đã biết biến những quan sát thành hành động để ngăn chặn những thất bại mà anh nói đến. Có thể thấy Bezos là người cực kỳ khiêm tốn và có một nỗi sợ thất bại lành mạnh thì mới đưa ra một nhận định sắc bén như vậy, trong khi vẫn đang dẫn dắt một trong những công ty thành công nhất thế giới. Thực tế, những hiểu biết của ông trùm Amazon, nếu là trong quá khứ, có thể trở thành kim chỉ nam cho đế chế Inca, khuyến khích họ làm chậm quá trình bành trướng lãnh thổ trước khi những mâu thuẫn đối chọi gia tăng và vượt khỏi tầm kiểm soát của đế chế. Phân tích của Collins về những nhân tố dẫn đến sự sụp đổ của các doanh nghiệp lớn có mối tương quan mật thiết với nghiên cứu do các đồng nghiệp của ông đã tiến hành ở Geneva. Dựa trên những phân tích về lịch sử doanh nghiệp trong suốt 6.000 năm, Collins nhấn mạnh những nguyên nhân mấu chốt khiến một doanh nghiệp thất bại. Đó là, các nhà quản lý xem thành công là điều đương nhiên tham vọng về lợi nhuận ngày càng tăng, mong muốn nhanh chóng mở rộng quy mô công ty và phủ nhận những rủi ro cũng như các mối đe dọa. Một khi những vấn đề phát sinh bắt đầu gây ra tác động tiêu cực, thì khi đó họ mới bắt đầu dồn sức, tìm kiếm giải pháp, cố gắng cứu vãn để rồi phải đầu hàng hoàn toàn ngay sau đó. Thế nhưng những quan sát của Collins cũng chỉ dựa vào lật dở lại quá khứ. Trên thực tế, một câu hỏi cấp bách được đặt ra là, làm thế nào để chúng ta, những giám đốc điều hành với trách nhiệm quản lý việc kinh doanh thường nhật, nhận ra các dấu hiệu cảnh báo ngay ở giai đoạn đầu của quá trình suy thoái? Làm thế nào để ta có thể nâng cao trình độ nhận thức của bản thân? Làm thế nào để ta có được những hiểu biết sâu sắc hơn về hoạt động kinh doanh thường ngày? Những chương sau, chúng tôi sẽ đi vào giải đáp những câu hỏi này. Ở cuối mỗi chương, chúng tôi sẽ tóm tắt những bài học rút ra được từ những hiểu biết về văn minh Inca. Còn bây giờ, hãy bắt đầu thôi. Bài học từ đế chế Inca. 1. Khoảnh khắc có được sức mạnh và thành công tột độ cũng chính là khoảnh khắc ta dễ bị đánh bại nhất. 2. Học cách phân tích những điểm yếu của bản thân, nhất là khi bạn bắt đầu tin vào sự bất khả chiến bại của chính mình. Chương 1 một tầm nhìn thuyết phục hay cạm bẫy của tham vọng trở thành người đứng số một trong mọi việc bạn làm cần trở thành mục tiêu chính mà bạn phải luôn theo đuổi tuy nhiên người đứng số một không có nghĩa là người mạnh nhất theo Gerstux trưởng phòng khoa học đời sống khu vực Đức áo thụy sĩ công ty tư vấn toàn cầu EY những tờ rơi hay các trang web hào nhoáng của một công ty luôn đính kèm một lời tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh hoặc nếu muốn tầng bốc một giám đốc điều hành, lãnh đạo cấp cao thì bạn chỉ cần nói rằng ông hay bà thật là người có tầm nhìn xa trông rộng. Nhưng trên thực tế, liệu những tuyên bố về tầm nhìn có tạo ra động lực làm việc thực sự? Quả thực, trong suốt nhiều thế kỷ, một tuyên bố mang tính tầm nhìn đã giúp đế chế Inca phát triển mạnh mẽ cho đến khi chính tham vọng của họ đã đẩy vận mệnh đất nước trượt dài, thậm chí đến tận ngày nay khi nhìn lại bản đồ của đế chế Inca xưa, chúng ta vẫn thấy rất ấn tượng bởi nó cho thấy sự phát triển liên tục trong tận 6 thập kỷ, với phần lãnh thổ trải dài 2.500 dặm dọc bờ biển phía Tây Nam Mỹ. Ở thời kỳ đỉnh cao, đế chế Inca bao trọn cả những vùng đất mà ngày nay là Ecuador và Peru, Bolivia, Chile và Argentina. Mời bạn xem bản đồ lãnh thổ đế chế Inca vào thế kỷ 15 được đính kèm trên ứng dụng. Vậy điều gì ẩn sau tham vọng chinh phục và mở rộng lãnh thổ này? Đó chính là các lãnh chúa Inca tự tin với tầm nhìn, mang lại trật tự cho thế giới của mình. Tên hiệu của vua Inca Pachacutec được dịch ra là Người Cải Cách Thế Giới hay Vị Cứu Tinh của Thế Giới. Và công cuộc bành trướng của đế chế bắt đầu trong suốt thời kỳ ông trị vì từ năm 1438. Quan điểm của tập đoàn toàn cầu Inca là mạnh hơn và to nhất, chính là mạnh nhất. Những tập đoàn quốc tế ở Thung lũng Silicon cũng có lối tư duy như này. Mặc dù kết cục là đế chế khổng lồ của họ trở nên gần như bất trị đến mức không còn đường thoái lui. Những điểm tương đồng giữa đế chế Inca với các doanh nghiệp lớn ngày nay không đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Người Inca xem mọi kẻ thù của bộ lạc mà họ chinh phục là kẻ thù mới của họ vậy nên họ đẩy mạnh những chiến dịch quân sự và tham vọng bành trướng không hồi kết cuối cùng chính tầm nhìn tham vọng của họ trở thành rủi ro thúc đẩy quá trình sụp đổ của cả đế chế đơn giản là bởi những bộ lạc bị chiếm đóng chẳng thể hoa nhập đủ nhanh nhiều bộ lạc còn sẵn sàng liên thủ với quân đội chinh phục của tây ban nha hạ gục đế chế inca nhưng rõ ràng là trong suốt một thời gian dài tầm nhìn đầy táo bạo của người inca trong việc lập lại trật tự thế giới Quả là có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Trong nhiều thập kỷ liên tiếp, chính tầm nhìn này đã thúc đẩy giới tinh anh thực hiện những hoạt động như phổ biến rộng rãi các kỹ thuật về nông nghiệp và thủy lợi, sử dụng tài nguyên, phổ biến các kỹ năng chế tạo vũ khí cho những người bị đồng hóa. Tất cả đều với một mục đích banh chướng phạm vi ảnh hưởng có trật tự và kiến tạo một bộ máy nhà nước vận hành trơn tru. Ở đế chế Inca, không ai phải chịu cảnh đói khát cũng không có bất kỳ bằng chứng khảo cổ nào cho thấy người Inca bị suy dinh dưỡng, một điều mà châu Âu vào thế kỷ 15 không làm được. Tuy nhiên, gần như không một ai ở Inca được hưởng tự do cá nhân, toàn bộ làng xã đều phải tái định cư, những nhà buôn thì khăn gói di chuyển đến các trung tâm dân cư đông đúc và bóc lột lao động làm thuê. Tâm nhìn của người Inca về một thế giới có trật tự vừa hấp dẫn lại vừa thuyết phục trên một khu vực địa lý rộng lớn bởi đó là điều hoàn toàn phù hợp ở bối cảnh bấy giờ. Từ thế kỷ 11, biến đổi khí hậu như hạn hán hay mưa nhiều trên bờ biển đã gây ra nạn đói và gây ra những xung đột dai dẳng. Sau thời kỳ hỗn loạn đó, đề xuất xây dựng lại trật tự thế giới của người Inca thuyết phục đến độ có rất nhiều bộ lạc vui lòng chấp nhận đề nghị, được thâu tóm thân thiện, mà rất ít hoặc không thể hiện bất kỳ một thái độ phản kháng nào nhiều doanh nghiệp lớn với tầm nhìn hiện đại đã ra đời và ngay từ ngày đầu thành lập họ đã vạch ra định hướng và hướng đi rõ ràng với những quyết định mang tính chiến lược cũng như những hoạt động thường nhật kiểu tầm nhìn này có thể truyền cảm hứng thuyết phục và thúc đẩy những cá nhân khác một vài ví dụ nổi bật có thể kể đến như bill gates với tham vọng là đưa máy tính cá nhân xuất hiện ở mọi bàn làm việc trong mọi ngôi nhà hay như google với tuyên bố cung cấp quyền truy cập kho thông tin lớn nhất thế giới chỉ với một cú nhấp chuột. Cả hai tầm nhìn này đều định hình điểm khởi đầu của một kỷ nguyên mới mà cả Microsoft hay Google đã và vẫn đang có tầm ảnh hưởng rất lớn. Tương tự như vậy, tầm nhìn của Jeff Bezos là biến Amazon trở thành doanh nghiệp thân thiện với khách hàng nhất thế giới. Còn Steve Jobs trong một bài phát biểu đã khẳng định tầm nhìn là làm một điều gì đó giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn và cũng đừng quên ông từng có một phát biểu cũng khiêm tốn không kém về việc tạo ra sự khác biệt trong vũ trụ khi so sánh với những công ty trên thì ý tưởng sắp xếp lại trật tự thế giới của người inca không hẳn là không phù hợp và quá viển vông thậm chí jobs còn áp dụng điều này cho chính bản thân và doanh nghiệp của mình bằng cách luôn khuyến khích nhân viên sáng tạo táo bạo và tập trung cao độ cho một sản phẩm hơn là chỉ tạo ra các sản phẩm giống nhau. Ám chỉ đến một câu nói nổi tiếng của Jobs. Chúng tôi đang đánh cược với tầm nhìn của mình và chúng tôi muốn làm điều đó, hơn là chỉ tạo ra các sản phẩm ăn theo. Hãy để một số công ty khác làm điều đó. Đối với chúng tôi, đó luôn là giấc mơ tiếp theo. Bởi vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi tầm nhìn được ca ngợi là con đường lý tưởng dẫn đến thành công trong kinh doanh. Tuy nhiên, từ sự sụp đổ của đế chế Inca Chúng ta nhận ra đó là một lối suy nghĩ nguy hiểm và có bao nhiêu tầm nhìn trong số này được hình thành sau một sự kiện hoặc biến cố nào đó. Vì thế, nếu bạn thực sự cần một tầm nhìn thì tầm nhìn đó là gì và những rủi ro mà nó có thể gây ra cho doanh nghiệp của bạn là gì? Bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, chuyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.